Đây là quán cà phê Thiên Thanh. Mình đậu xe ở đây. Ở số 2 đường Bách Tơ nha các bạn. Dưới này là Trần Phú. Bây giờ mình vô quán. Nghe nói quán rất là xanh, sạch, đẹp. Và ngồi rất là có khoảng cách nha. Đây là phòng trong nhà các bạn. Nha, trong nhà. Ngoài phố. Ta-dan. Đây. Đây là em bé có chim. Chuyên nuôi chim và có khu vui chơi cho trẻ em. Đây. Đây là nơi nuôi chim két. Những người yêu chim như mình chắc là vậy, chắc là mình yêu chim. Còn đây là khu vui chơi trẻ em. Tí hồi mình với em sẽ chơi. Rất nhiều bông và rất nhiều hoa. Đà Lạt thì ở đâu cũng thế, rất nhiều bông và rất nhiều hoa. Còn khu này là khu kíp rau cho con nít đây. Ok men. Đẹp tuyệt. Khu vực cà phê trong nhà. Mình cho em thọc tay vô nha con.